Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì để xíu mình quên bật cái hình nền lên. Nền mới kiếm được hay lắm nha. Sao nào, đẹp chưa? Thì bạn nào thích thì mình có để cái đường link mô tả, các bạn chỉ việc là download về nè, rồi giải nén file setup ra nhẹ hều à, rồi xong thôi. Và khi chạy thì mình thấy nó cũng không có ăn cái phần mềm gì lắm nữa. Nói chung chạy như không chạy vậy đó. Kiểu gì à, nó chạy được đâu có 200 MB RAM mà. Cũng sao đó. Ăn cũng không có nhiều, cạc hình hay gì cũng không có nữa. Nói chung cạc của mình ăn cũng không có nhiều. Thì có hôm nay mình làm clip cỡ như là nó không có liên quan gì kiểu như chỉ các bạn hết đó, mà là chỉ là giải thích một số cái gì mà những thứ mà các bạn hay comment, các bạn hỏi mình á. Thì có một số bạn bạn hỏi là mình có làm hình nền, kiểu ý mình có làm ảnh động không á. Thì mình đã nói rồi, mà thật sự mình cũng mắc cười các bạn. Thì cái lúc mà mình làm cái video bình thường đó thì không ai hỏi đó, nhưng mà như cái làm video này thì các bạn này hỏi cái ảnh động quá chừng luôn. Và mình thì thật sự là mình chưa có thời gian để mà học cái cách mà để làm cái đó, bởi vì mình nghĩ nó khó lắm. Và nay mình cũng đã thấy được có một bạn á, thì có một bạn cũng đã làm rồi, và chút nữa mình sẽ để cái đường link của bạn đó luôn. Tại vì bạn này hồi đó có coi clip của mình, nhưng mà sau cái tìm hiểu thêm á, rồi bạn đó tự học thêm á, rồi bạn đó làm biết được cách mà làm cho nó nhanh hơn á, thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả để mấy bạn có thể qua coi ủng hộ bạn đó. Chứ thật sự mình cũng nghĩ luôn là mấy bạn cũng biết rằng là mình cũng có đến giới hạn của mình rồi, mình chỉ được những cái gì mình chỉ thôi, còn những cái khác các bạn có thể phải tự đi kiếm người khác, chứ mình không có thể nào mà gánh hết được đâu. Rồi còn cái việc mà mấy cái làm game á, thì mình nghĩ mình cũng sẽ làm thêm mấy trò nữa, là mình nghĩ khoảng 2 trò nữa thôi là mình nghĩ. Tại thấy lượt xem nó cũng leo hoe lắm, nhưng mà nói chung thì nó có những kiểu như có vẫn hơn không á. Nói chung là vẫn có người coi vẫn được. Mình thì cũng không cần nhiều lắm, channel có 1.000 sub mà, vậy được rồi. Chủ yếu mình quý channel của mình tại vì nó lâu đời á. Rồi còn nói gì nữa, cái gì đâu. À còn một cái nữa là nhiều lúc mấy bạn, thật sự với mấy bạn luôn á, cái thằng YouTube này á, nó không có hiện lên hết những cái comment coi, kiểu như là thông báo về những cái ý comment của các bạn á. Thì thường là mình đăng ký cũng nhiều kênh để mình coi lắm, với lại nhiều lúc có một số bạn nè, giống như bạn này có nhiều lúc hỏi lên là nhiều, mà nhiều lúc có một số người nó lại không thông báo, cho nên bị kém có một số cái video mình muốn trả lời lắm, nhưng mà bạn nhìn có một số kênh trả lời được, mà có một số cái này là thật sự mình không biết á, mình không biết là người ta đã comment á. Mà còn bây giờ mình comment thì lại kỳ, kiểu như là nó qua 5 6 tháng rồi nhưng cái mình comment lại mình thấy nó kỳ nữa, nên thôi mình bạn cũng thông cảm cho mình là nhiều lúc mình cũng không có rep được hết. Và cái Steam cũng vậy nữa. Steam thì mình cũng nói lại luôn là chủ yếu bây giờ là mình bật cái chế độ invisible lại lên rồi, tức nghĩa là mình dù mình có đang chơi hay cái gì á thì cũng nó cũng không có thông báo như các bạn đó. Mình thì vẫn có thể chat, vẫn có thể nhận được tin nhắn của các bạn, nhưng mà các bạn lại thấy mình đang là offline. Bây giờ có nhiều bạn cứ nhắn cho mình đó, xong cái mình rep lại, nhưng mà thật sự nhiều lúc thấy mình kiểu như là không có online á, mà vẫn rep được á, là vậy á, chế độ vô hình á, tương tự như offline hơn mà nó thoáng hơn xíu. Rồi có một số bạn hỏi mình á rằng là mình còn chơi game mà đồ này các nọ các thứ không, thì mình cũng nói luôn là mình vẫn còn chơi nhưng mà không còn chơi hot nhiều thôi. Ví dụ như CSGO mình nói là mình bỏ chơi đi, nhưng mà thật chất là mình vẫn còn chơi, nhưng mà kiểu như là lâu lâu vào chơi mấy bán deathmatch cho vui à, chứ cô không có chơi cái kiểu mà gọi là rank rủng nữa. Cho nên mấy bạn cũng đừng có rủ mình nhiều, tại vì mình cũng không có chơi mấy kiểu hotcore được gì nữa. Cái là mình nghĩ lý do mình chơi nó cũng đến từ 2 việc, đó là một phần là mạng mẻo nè, rồi một phần nữa là thời gian, với lại một phần nữa là cái sức khỏe của mình đó. Tại mình thì nếu như một tựa game mà đó mình tập trung quá 15 phút á, là người mình bắt cái mắt mình bắt đầu nó có vấn đề liền, kiểu nó phản xạ rồi nó cũng kỳ cục. Các bạn bạn phải trong cái tình cảnh mình bạn mới hiểu được.
bởi vậy cho PUBG cũng vậy nữa, mình vẫn còn chơi á, nhưng mà thật sự là mình có một số bạn thì thích chơi sang hốc cho nó nhiều người á, nhưng mà thật sự là mình không bao giờ không có thích chơi cái map đó. Mình thì chỉ thích vào những cái map lớn như map sa mạc rồi đồ đó, mình đi mình loot từ từ các thứ, nó vẫn có thời gian nó thả ra cho mình á, rồi sau đó lúc nào cần bắn nhau mình tập trung bắn nhau khoảng chừng 2 3 phút nó xong rồi sau đó mình thả lại, chứ nó không có kiểu mình không có được cái kiểu như tập trung như hồi xưa được nữa. Làm tí cái nếu mà mình cố gắng quá thì nó sẽ không hay lắm, mình sẽ nhức đầu rồi đồ các thứ nữa nhiều lắm. Nói chung là nó qua tuổi rồi đó, giờ thì mình chỉ có nói chung chỉ có là học thôi, mà ra trường đi làm việc nữa chứ chứ đâu ai đâu mẹ cứ ngồi cứ học riết đúng không. Cài VMware đang chuẩn bị học nữa nè. Rồi cái một số bạn hỏi là còn có một số bạn cũng hỏi sâu hơn nữa là hỏi mình bây giờ đang chơi cái gì á, thì mình sẽ chia sẻ luôn là hiện tại thì mình chỉ còn chơi những game mobile nhiều là chính, và ba bốn game chính, bốn game mà game chính luôn á chơi á là Honkai, nhưng mà chơi kiểu nhiều chứ không phải là kiểu chuyên sâu giờ đâu, tại giờ mình vẫn phải có người hướng dẫn rồi đồ, mà trong đây nó gọi là sen á, mặc dù là admin 80 nha nhưng mà rất là ngu, đặc biệt là cái phần khoản là đọc skill, mình không biết đọc skill cho nên mình bị ngu cái khoản đó, mình phải nhờ người khác chỉ. Mà bạn thấy cái người nào 80 chơi game từ năm 2017 mà nó như vậy đó. Rồi game thứ hai là mình cũng chơi lâu đời hơn nữa, đó là game Golf Online, thì mình cũng nói chung là bây giờ thì cũng không còn mạnh nữa, nhưng mà hồi đó thì mình chơi hot nhiều và mình cấp mình cũng khá cao trong trò đó, thì mình sẽ có để luôn khi mã, nếu như bạn nào có chơi bạn nào kết bạn với mình để nhờ team mình quýnh phụ cho team mình, bây giờ cũng thì như mình nói nó không có được mạnh lắm nhưng mà ít ra thì nó vẫn có thể cho các bạn kiểu như là hỗ trợ các bạn qua cái phần cốt truyện nếu bạn nào thích. Và thêm nữa là Azur Lane, Azur Lane là cái game mà để đánh thuyền kiểu như thuyền và đồ chiến mà nó theo kiểu anime đó, kiểu cái hồi xưa hồi đó thì mình nhớ đâu là có cái anime nào đó tên là Kantai Collection á, nhưng mà cái game này nó cũng tự tự vậy đó. Và cái Azur Lane này hình như là cũng có anime luôn, mình cũng coi rồi, cốt truyện nó không hay lắm nhưng mà được cái nó vẽ nhân vật rồi đồ mình thấy đẹp lắm. Và game thứ tư là chơi gần đây thôi, đó là Arknight. Arknight thì mình cũng mới là gà gà mờ vô chơi thôi, nhưng mà chủ yếu là mình vô mình vào kiểu giải trí thôi đó, gacha lâu lâu gacha chơi vui thôi. Rồi còn game PC thì mình cũng nói luôn là mình nói chung là nhiều trò lắm, nhưng mà mỗi trò mình cứ chơi ít 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 á, giống đây nè để free rồi để đóng lên luôn, nhưng mà nhiều trò nhiều lúc lâu vô khoảng nửa tiếng hoặc 45 phút rồi gì thôi đi ra thôi à, giống PUBG ngày vô lâu vô làm trận thôi, chết thì thôi đi ra. CSGO cũng vô 1 2 giây deathmatch, thích mình chơi nữa không thích thì thôi. GTA cũng vậy, vô thăm nhà thăm cửa các thứ rồi xong cái đi Need for Speed thì đi vô đua đua mấy ván thì đi, mình vậy á, kiểu ngày chia chia ra xong cái ngày này chơi game này, ngày này chơi game nọ, kiểu ngày dành khoảng 2 tiếng để chơi thôi, kiểu giải trí thì chính, còn lại thì vẫn là ưu tiên cái việc học là chính nha. Tại mình cũng chia sẻ luôn chứ sống ở cái Việt Nam mà có nhiều người cứ kêu là bỏ học và các thứ, bỏ học đại học vẫn thành công các thứ, nhưng mà được bao nhiêu đứa, nó không phải là con, nó kiểu như là không phải là con đường mà kiểu để đi đến thành công duy nhất, nhưng mà nó là con đường mà kiểu nhiều người đi nhất, nhiều người đi rồi xong cái này là thành công, cho nên đừng có làm cái điều dại dột như là kiểu bỏ học rồi đồ bướng bỉnh các thứ, nhiều lúc nó không hay lắm. Cái thời sống ở Việt Nam là cái bạn cần bằng cấp cao lắm, mà bằng cao đẳng ra cũng nhiều lúc các bạn nhìn thấy cái thằng đại học nó không có biết mẹ hết, nhưng mà mình biết làm nhiều hơn, nhưng mà nhiều lúc vô công ty cái bạn này được trả lương thấp hơn nó đó, nhiều lúc cay lắm. Ba mẹ mình làm nhà nước mà, cho nên nhiều lúc vô cũng thấy tội mấy thằng học cao đẳng ra lắm, làm lụm rồi làm công ty bao nhiêu thứ hết đó, nhưng mà để thằng đại học chỉ ngồi nó chỉ trỏ mấy thứ thôi, nhưng mà nó lại được hưởng lương cao hơn, bởi vì nó làm gì làm phải có cái bằng đại học á, kiểu gì cái bằng để vô làm xin việc cũng dễ hơn nữa, chưa kể học anh văn nữa. Anh văn vợ bạn vô các bạn có cũng có cái kiểu như là có cái bằng IELTS, nó cũng có lợi thế với người ta lắm, nên ít ra phải có được mấy cái đó cơ bản á. Và dự định tiếp theo của mình á thì mình cũng sẽ suy nghĩ luôn và mình làm lại một vài clip nữa, clip này mình bỏ không công khai mà. Mình sẽ làm về, mình nghĩ là cái phần sau là mình sẽ làm lại cái up level đi ha. Bao nhiêu năm rồi, từ 4 tháng 5 2018 vậy là cũng 2 năm rồi, 2 năm hơn rồi, thì mình sẽ suy nghĩ mình làm lại cái clip này luôn nha.
Là mình nghĩ những cái đường link này, tại vì mình cái link này thì nó để bữa đó mình nói, tại vì cái này nó vẫn còn hoạt động mà. Ok, thì tới clip đó thì mình có gì mình sẽ nói thêm nha. Game như Steam Hell rồi đồ các thứ nữa, không biết các bạn có biết không nữa. Nếu mà bạn nào chơi CSGO thì bạn cần cái này lắm. Bạn coi cái flag súng như thế nào thì mình cũng sẽ giải thích sơ sơ luôn. Nếu bạn nào mà chơi CSGO mà kiểu không chuyên sâu về skin ấy, mình sẽ giải thích thêm tí xíu cái skin cho các bạn. Sẽ giải thích mấy cái float này luôn, nhưng mà mình nghĩ các bạn nào mà chơi CSGO mà hiểu chuyên vào rồi bạn cũng biết thôi. 0.06 này cũng mát mẹ rồi. Ok, thì để clip sau mình sẽ tổng hợp lại những cái vấn đề nào mà mình làm, kiểu một cái clip nào đó nó khoảng dừng 10 phút thôi, nói về kiểu như ngắn nhất có thể mà nó đầy đủ hết nhất có thể đó. Thì bạn cứ chờ mình thôi, không mấy ngày nữa. Nói chung là để những bạn nào mà lâu coi lâu rồi đó, mấy bạn ủng hộ mình thôi, chứ nhiều lúc bây giờ mình làm cho mình cũng ít người xem rồi. Tại vì đa số những người mà kiểu vô trên nổ mình chỉ coi được mấy cái là sau đó sẽ tự biết mình đi làm những cái gì để tiếp theo rồi, cho nên cũng không cần phải giảng nhiều về nhiều nhiều thứ nữa đâu. Với lại cái này bây giờ nó cũng phổ biến rồi, chứ nó không có ít người biết như ngày xưa nữa ha. Thì mình sẽ suy nghĩ mình sẽ làm cái gì hay nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, cái clip này nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thích cái video này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.